Con ngựa. Ngựa là con vật khôn ngoan, rất được con người yêu quý. Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa, nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết. Ngựa là loài động vật ăn cỏ. Chúng được chăn thả trên những cánh đồng cỏ rộng lớn. Đặc tính của ngựa chạy rất nhanh, với đặc tính đó con người đã thuần hóa nó. Ngựa có thể dùng để cưỡi, thổ những vật nặng, kéo xe. Chúng rất có ích trong công việc vận chuyển. Ngựa có mắt lớn nhất trong những loài động vật có vú. Mắt nằm hai bên mặt nên có nhãn quan rộng, mắt tinh thấy rõ ban ngày cũng như ban đêm. Tuy nhiên, mắt ngựa thuộc loại nhị sắc, tức chỉ phát hiện được khi màu chứa không quá hai quang cổ. Do đó, ngựa không phân biệt được màu đỏ và màu xanh. Màu nào chứa quang cổ đỏ thì ngựa thấy nhòa lẫn với màu xanh. Con Linh Dương. Linh Dương, nhìn chung các loài trong phân họ Linh Dương rất đa dạng với nhiều loài khác nhau với những đặc trưng khác nhau về ngoại hình, màu sắc, kích thước, tập tính. Nhìn chung bên cạnh sự khác biệt của một số loài về ngoại hình như Linh Dương cổ dài, Linh Dương lùn, thì nhìn chung các loài thuộc phân họ Linh Dương đề có cấu tạo chung là cơ thể thon gọn, mảnh dẻ với bốn chân dài và khẳng khiu giống như hươu nai để phù hợp với môi trường sống trên thảo nguyên hoặc đồng cỏ trơ trụi, phù hợp cho những cuộc đua tốc độ sinh tử với những kẻ săn mồi. Một đặc điểm chung của các loài trong phân họ Linh Dương chính là tốc độ và sự lanh lợi. Có nhiều chiến thuật quan trọng của chúng khi thoát khỏi nguy hiểm từ kẻ thù là những kẻ ăn thịt đói khác. Một trong nhiều cách đó chính là tốc độ. Dùng tốc độ cao và sự bền bỉ để tạo nên sức cứng mạnh và tốc độ tối đa chạy thoát khỏi hiểm nguy, chạy thoát khỏi kẻ thù của mình. Một số loài Linh Dương cố gắng chạy thoát bằng cách đột ngột thay đổi hướng di chuyển, trong khi các loài Linh Dương khác như Linh Dương hoảng vùng vịnh chạy nhanh theo đường thẳng. Con bò. Con bò. Bò là động vật quen thuộc mà chắc hẳn trong cuộc sống chúng ta, từ thành thị tới nông thôn đều biết về loài động vật này. Bò là loài động vật nuôi rất thân thiện.
Chúng thích nghi ở khắp nơi trên thế giới, từ đồng bằng tới vùng đồi núi, hay thậm chí từ các sa mạc nóng nực cho tới những vùng lạnh giá. Bò được con người nuôi dưỡng với mục đích lấy thịt. Thịt bò là thực phẩm rất nhiều chất đạm và chất béo, nó đóng vai trò quan trọng cho bữa ăn của con người, không những thịt, mà bò còn cung cấp sữa hay da bò. Bò là loài động vật rất dễ nuôi dưỡng, vì bò là loài động vật ăn cỏ, cây, và các loại củ quả. Bò là động vật sống theo bầy đàn, nên chúng được nuôi ở các trang trại với số lượng bò tùy theo diện tích hay nguồn thức ăn của chúng. Chúng không chỉ sở hữu vẻ đẹp rực rỡ nhờ bộ lông đầy màu sắc mà còn được thiên nhiên ban tặng. Vẹt có một trí thông minh tuyệt vời, đặc biệt khả năng bắt chước giọng nói con người là yếu tố giúp loài vẹt trở đặc biệt hơn các loài chim khác. Trên thế giới có hơn 315 loại vẹt khác nhau. Chúng phân bổ chủ yếu ở những vùng nhiệt đới và những nơi có khí hậu ấm áp. Vẹt là loài vật rất xinh xắn. Chúng có chiếc mỏ cong và khỏe. Chân của chúng có 4 ngón khác thẳng với các loài chim khác là chúng có 2 ngón phía trước và 2 ngón phía sau. Thức ăn của chúng chủ yếu là các loại hạt, hoa, quả. Con gà. Con gà trống.
Hầu hết các loài gà có đặc điểm khác biệt về gà trống và gà mái. Gà trống có màu lông sặc sỡ, óng ánh và dáng dấp cao lớn hơn, cùng với cái đuôi dài, cong và chân chúng có cựa. Ngoài ra người ta cũng phân biệt giữa gà trống và gà mái nhờ vào sự phát triển của màu gà, vì màu của gà mái thường bé hơn so với gà trống. Loài gà có cánh chúng có thể bay nhưng chỉ bay được một khoảng khá ngắn vì cơ thể của chúng khá nặng. Đặc biệt đôi cánh này tuy không thể bay nhưng cũng giúp ích khá nhiều khi nó có thể hỗ trợ gà để thoát khỏi những mối nguy hiểm. Loài gà thường sống thành từng bầy và trong bầy luôn có một con khỏe mạnh hơn giữ gìn công ty trật tự trong đàn. Những con gà cầm đầu thường có uy quyền hơn trong việc tiếp cận thức ăn và cả nơi làm tổ. Khi con gà cầm đầu biến mất khỏi đàn thì một tôn ti mới sẽ được lặp lại bằng một trận phân thắng bại giữa những con trong đàn. Gà mái cũng có những tập tính nổi bật như việc chúng phục tác ở những khi chúng đến giờ đẻ trứng và khi chúng gọi tìm con. Loài gà cũng có những tiếng kêu cảnh báo khi chúng phát hiện ra kẻ ăn thịt đang rình rập xung quanh nó. Loài gà cũng giao phối để sinh sản, và khi đến giai đoạn sinh sản gà trống sẽ có một màn tỏ tình khá độc đáo bằng một điệu nhảy xung quanh con gà mái, và khi gà mái đáp lại màn tỏ tình đó thì hai con sẽ giao phối. Gà là loài gia cầm được chăn nuôi nhiều ở các nước trên thế giới. Hiện nay công nghiệp chăn nuôi gà rất phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao cho con người. Con vịt. Vịt là một loài thuộc họ vịt trong bộ ngỗng. Loài vịt chủ yếu là loài chim nước. Chúng sống được ở các vùng nước ngọt và nước mặn. Chúng có kích thước khá nhỏ so với những loài cùng bộ như ngỗng, ngang hay là thiên ngang. Là loài rất thích ăn tạp. Chúng cũng ăn được các thức ăn của loài gà và loài ngỗng. Thức ăn chủ yếu của vịt là đậu tương, tháp ngô, tôm, cá nhỏ, nước ngọt. Được chăm sóc tốt vịt sẽ sinh trưởng và sinh sản tốt. Vì vịt khác không phát triển lắm nên nhu cầu về thức ăn của chúng không cao. Năng lực phân biệt thức ăn của vịt cũng không tốt nên chúng thường ăn những con vật lạ nếu chúng thấy. Nếu khi vịt con còn nhỏ ăn nhầm thức ăn thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh sản. Đặc điểm về con vịt. Ngoại hình của vịt rất đặc biệt, chúng có cái đầu thanh, cặp mắt sáng lanh lợi, mỏ dẹt dài và khỏe. Mỏ vịt thường có màu vàng, có khoang màu nâu cho, cổ của vịt dài, mình thon nhỏ và ngực lép. Từ đỉnh đầu xuống mỏ gần như là một đường thẳng, chân dài so với cơ thể, chân vịt thường màu vàng, có khoang màu nâu cho, màu đen, lông vịt màu trắng, cũng có màu nâu cho, đáng đi nhanh nhẹn, kiếm mồi khá giỏi và đặc biệt khả năng sinh sống rất cao. Lông của vịt là lông vũ, có thể ngăn chặn được sự thoát hơi nước. Lông vịt giúp giữ ẩm tốt và vịt sẽ không sợ lạnh vào mùa đông. Vùng ngực nó có lông mao, điều đó giúp chúng có thể bơi trên nước. Vịt có dáng đứng song song với mặt đất.